Rồi ngày hôm nay sang chào quý vị khán giả thì là ngày hôm nay là ngày ngày 6 tây tháng 2 năm 2023. Thì ngày hôm nay sang quay trở lại chương trình. Thì trước tiên là cho sang gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả đang xem trên kênh YouTube của họ Thiện Nguyện VDS. Thì ngày hôm nay sang cũng giới thiệu cho quý vị và đang ngồi kế sang ở đây là bé Linh. Thì chắc là cả nhà cũng nhớ mặt bé Linh, cháu gái mà đột quỵ ở chỗ quán cà phê, mà khi mà đi khám bệnh không có tiền để khám bệnh, bác sĩ chỉ vô nhà kiếm Sang á. Từ trong quá trình mà ngồi đợi Sang từ trưa tới chiều tối, cháu nó cũng có tiền, nó đói rồi, rồi đâm ra cháu xỉu đột quỵ. Mà khi mà đột quỵ té trong toilet thì cái tư thế té là bất ngờ đập cái đầu ra làm sao. Lúc đó là Sang có cảm giác là cháu nó chết lâm sàng đó, nó cứng hết trơn rồi, cái mạch đập rất là yếu, cứng ngoài hàm, cứng hết tất cả. Rồi vô tình thì cái quán cà phê, chủ quán cà phê nó mới kêu chú Tám có ai xỉu bên này, chú chạy qua giúp giùm. Thì lúc đó Sang đang cắt bông làm chuyện mình trước, cũng may là ngày đó là Sang có đi, Sang có nhà. Rồi khi mà chạy qua là Sang mất hết gần 2 giờ đồng hồ, gần 2 giờ đồng hồ để mà cứu cháu, để mà giành giật lại cái sự sống. Thì cũng may cho cháu mà mình cũng rất là hạnh phúc, mình vui là lúc đó là mình phản xạ nó phù hợp trong những cái thao tác mà để mà giúp cho những cái ca trường hợp đột quỵ. Đây không phải là một cái ca lần đầu mà Sang giúp nữa, mà nó có nhiều ca, đặc biệt là trong mùa dịch Covid là bị suy hô hấp cấp, từ đó dẫn tới người ta đột quỵ luôn. Thì Sang cũng đã có cái kinh nghiệm mà để mà giúp cho những người mà vừa phát hiện là mình thao tác mình giúp như thế nào để giành lại cái sự sống cho người ta. Thì ngày nay cháu đã được khỏe, được bình phục, cháu quay trở lại. Với mục tiêu của cháu muốn quay trở lại để mà nói lời cảm ơn đến Sang. Thì sẵn đó thì Sang cùng giao lưu với cháu để giao lưu với cả nhà. Rồi, chào cháu. Chắc hỏi vậy giờ con cháu biết tên chú chưa? Con nói lớn lên có thể cho mọi người nghe được không? Con biết à? Ừ. Chú tên gì? Ừ. Con có thể nói lớn lên chút chú được không? Đang đau họng hả? Ok, thì nay cho con quay lại trở lại để gặp chú để làm gì? Dạ, thưa bác, là ngày hôm nay thì cũng như là ngày nay con cũng có đi tái khám với Sài Gòn, thì cũng có tiện đường cũng tạ ơn bác cũng như cô đã sống con ngày hôm đó. Nếu không có bác thì chắc con không biết con còn cuộc đời này. Nên các bạn không biết có con còn trên cuộc đời này không? Con cũng lúc bác đưa về thì đến lúc đi đoạn đường thì con lại là xe đưa con lại bệnh viện. Ừ. Truyền nước với chiếc thuốc đến 5 giờ bác sĩ kêu ổn định, bác sĩ ghé vào bệnh viện vô nó bị truyền nước rồi 5 giờ ổn định bác sĩ cho về. Dạ. Rồi sau khi bác sĩ cho về có thuốc men gì nữa không? Dạ, có chiếc thuốc với là cho mấy liều thuốc bột. Rồi ngày hôm nay con quay trở lại bệnh viện con khám là để kiểm tra lại cái chứng bệnh nào. Dạ, con bị tai hóa. Ừ. Dạ, con bị năm nay cũng 17-18 năm. Bị 17-18 năm. Rồi mình đi kiểm tra bác sĩ nói sao? Dạ, con bị hoại tử chọn cụ. À. Chọn xương. Hoại tử chọn xương luôn. Mới khám xong. Con gái của chú á, có báo chú biết thì sang ngày sau con có gọi điện lại con cảm ơn chú, con đã chủ động gọi cảm ơn, là con có nhắn với con gái của chú là nói chú Sang yên tâm đi, con đã bình an rồi, đã khỏe rồi, thì chú cũng mừng. Và khán giả thì cũng không biết con sau cái lần đó rồi con về nhà có ổn chưa, và ngày hôm nay con quay trở lại để gặp chú nói lời cảm ơn thì thứ nhất là chú ghi nhận, thứ hai là khán giả cập nhật để khán giả là biết. Khi khán giả biết được con đã bình phục thì khán giả cũng vui, nó mừng nhìn cho con. Thì theo như con, nếu như ngày hôm đó lỡ có điều gì bất chắc, đứa con gái 3 tuổi của con thì như thế nào? Con có thể nói lớn cho mọi người nghe, con chia sẻ. Chắc con
cha nó bỏ từ lúc trong bụng mẹ. Cha bỏ từ lúc trong bụng mẹ. Lúc con mang thai là ba của bé là bỏ con rồi. Không phải là con của chồng con. Mình ảnh bỏ vậy thì mình con nuôi con rồi. Cũng có ba mẹ có phụ. Sao mà nguyên nhân nào mà lúc đó con mang thai mà ba của bé mà bỏ con đi? Thì ảnh kêu là không phải con ảnh lúc đó còn được 8 tuần thì ảnh nói vậy thì ảnh kêu con bỏ đi. Ảnh kêu phá thai đi thì con không phá, con lương tâm không phá được. Kêu con phá thai, con không kêu phá. Con nói lương tâm con không cho phép để con bỏ con. Kêu ảnh nói là lựa chọn một trong hai, một là con hay là nó. Ảnh nếu mà chọn ảnh thì là bỏ con đi, còn nếu mà chọn con thì ảnh bỏ con đi. Thì con lựa chọn con thì ảnh bỏ gì. Con lựa chọn để mà sanh con. Thì người chồng đó là bỏ đi tới giờ. Vì sao mà phải bắt con phải phá thai? Ảnh nói nhiều cái lý do con cũng chưa biết là cái nào là đúng. Cụ thể lý do nó như thế nào con có thể chia sẻ với mọi người? Dạ, ảnh kêu là không phải con của ảnh. Đó không phải con của anh ta. Từ lúc mà cái người cha của đứa bé đặt ra cái sự việc đó thì hai đứa quen với nhau trong ở một cái tình huống nào mà quen được bao lâu dẫn tới mà có thai? Dạ, con với ảnh quen nhau cũng từ lúc tình bạn đến lúc mà yêu là cũng tròn 10 năm đấy. 10 năm? Lúc đó là con quen trên chùa, là đi cắm trại chung với nhau, là được gọi là quen là kiểu là hai con xin số nhau để giao lưu học hỏi được con với Phật pháp thôi. Thì đến 6 năm sau nữa con mới bắt đầu yêu. Trong quá trình mà con sanh con gặp chú là trước đó là con với lại cái ba của đứa bé là quen nhau 10 năm. Mà giao lưu về cái con đường Phật pháp ở trong chùa. Con có đi gia đình Phật tử. Dạ. Gia đình Phật tử của chùa. Gia đình Phật tử của chùa. Con theo con đường Phật pháp này lâu chưa? Đi cũng gần 10 năm, hơn 10 năm đó. Hơn 10 năm. Con có thường ăn chay? Dạ, tháng ăn chay trường, tháng 7 thì con chay trường, còn lại là con ăn chay tháng. À, tháng 7 là con ăn chay trường, còn lại con ăn chay tháng. Tại vì con ăn chất bổ để bổ xương nên con ăn chay trường. À. Do cái chứng bệnh của con không thể nào mà ăn chay trường được, nó xuyên suốt được. Tại con cần phải ăn mặn để nó nạp được cái dinh dưỡng. Chú hiểu à? Thì quay trở lại cái việc mà 10 năm mà hai đứa mà quen nhau là đã dọn cái cơ duyên mà lên chùa để mà đi làm con đi theo con đường Phật pháp mà hai đứa đã quen nhau trong 10 năm đó. Cái người cha đứa bé này có thường xuyên mà đi theo con đường Phật pháp này không? Dạ, có. Có. Vẫn là đi chùa, hai đứa vẫn đi chùa bình thường nhưng mà hai đứa đi khác chùa. Ừ, khác chùa nha. Dạ. Tại sao anh ta lại có những cái suy nghĩ là nói là đứa bé không phải là con anh ta? Con nghe mấy người nói là nhà anh nói là do sử dụng của anh chị của ảnh là anh chị ảnh là bán bên bảo hiểm nhân thọ một trù á, thì là bên ảnh thì là lăn với mình từ cái miệng. Nên là anh chị đó nói là sợ là con lấy con về là ảnh bỏ không lăn theo chị phụ bán bảo hiểm mà là bỏ nghề không theo ảnh chị, nên là chị sợ ảnh bỏ là không đi theo ảnh chị, là chị kêu là suy nó là bỏ con đi. Nói là chắc là con bỏ. Thì con cũng lúc đó con cũng buồn cũng giận lắm, con mới sợ con nói cho mẹ không. Con không phải cái câu tới nhị nên nói cho con. Lúc có thời điểm mà bà mà nói là đưa cho con hai cái quyết định, một là chọn chồng, hai nữa là thì phải phá thai, hay nếu mà chọn con thì mất chồng. Yeah. Lúc đó con mang thai được mấy tháng? Dạ, yeah, mới 8 tuần đó. Mới 8 tuần. 8 tuần như vậy đó, bụng nó cũng chưa có lớn. Yeah, lúc đó chưa có tim đau đó. Ừ. Mới có bụng máu. Ừ. Thì lúc đó mà con trả lời là con chọn con của con.
Thì là ba của đứa bé bỏ ra đi luôn từ đó hay là sao? Dạ, bố rồi đến lúc bé, con sinh bé ra được 8 tháng thì có ảnh có quay lại, có xin lỗi. Nhưng với kiểu của mình nó tới thì con cũng có chấp nhận, nhưng mà tính ảnh tập nào tập đó con không có cho, không có quay lại với các bố luôn. À, sinh con ra được 8 tháng có quay lại, dạ, xin lỗi, dạ, rồi con vẫn tha thứ cho ở lại. Dạ, con nghĩ là con với ba mẹ, con cũng xin ý kiến ba mẹ con rồi, thì ba mẹ cũng kêu thôi, người ai cũng mắc một cái lỗi lầm. Nếu mà nó biết, nếu mà anh biết sự chữa thì cho anh quay lại, thì cho hai đứa tìm hiểu một thời gian nữa. Nếu hợp thì cho hai đứa tới, cũng không thôi. Thì coi như anh em cho bé thì coi bên đó cũng là bên nội bé, thì con chấp nhận thì ảnh tật nào tật đó rồi bé bú rồi cờ bạc đồ không biết, không biết lo cho gì. Con đã chấp nhận tha thứ cho quay lại được, quay trở lại sống được bao lâu? Dạ, chỉ gọi điện qua với nhau là được 4 tháng đó. Nhưng có chấp nhận cho về lại chung sống không? Dạ, không. Không anh. Dạ. Ok, chú hiểu rồi. Giờ cho chú hỏi thêm, trong quá trình mà khi mà hai đứa chia tay như vậy á, và đưa người chồng mà đặt ra cái điều kiện như vậy á, thì mà con chọn là để con không muốn phá thai để giữ con, thì người chồng ra đi như vậy á, lúc đó hai đứa trở thành vợ chồng vợ hẳn ngon chứ? Chuẩn bị cưới thôi chứ? Nhà chuẩn bị dịch là bắt đầu có dịch như là nhà nước cấm. À, rồi trong quá trình đó thì con mang thai 9 tháng 10 ngày, người đó có quay lại để mà phụ giúp con trong quá trình mà mang thai 9 tháng 10 ngày sinh sống như thế nào? Trong quá thời gian đó con mang thai để mà con nuôi con để chờ ngày sinh nở, con làm bằng cái gì để mà con vượt qua cái khó khăn trong lúc đó? Dạ, con đi làm công ty. Đi làm công ty, dạ, làm công nhân. Dạ. Thời điểm đó con còn người thân gì ở gần mình? Dạ. Như cha mẹ chẳng hạn? Dạ, ba mẹ. Dạ. Ba mẹ ở gần. Dạ. Thì bằng ngày con vẫn đi làm. Dạ. Đi làm để nhờ cái đồng lương đó mà con trang trải để sau này con sinh đẻ. Khám thai với thêm là lúc con mang bầu cũng thai nó cũng yếu, cũng tới lưu bị viện miết một tháng cũng nằm viện một hai lần, cũng là thai cũng dữ lắm, không mới giữ được bé. À, do chứng bệnh con cũng bác sĩ kêu chắc là do bé cũng là do thai mình yếu, thôi yếu tâm gia cái đứa bé nó không có được mạnh. Dạ, thêm là ba con đi làm công ty ngồi nhiều với đứng nhiều nên là nó hơi chấn động tí. Mỗi lần mà đau chuyển dạ đổ này kia đi khám rồi con tự một mình đi hay như thế nào? Dạ, mình con đi với bác, mình từ chạy xe đạp từ nhà con lên Đồng Xoài 10 cây. Đạp xe đạp 10 cây số. Chạy xe đạp điện 10 cây số. Đi khám thai. Con làm cái việc đó hết tháng này qua tháng nọ cho tới khi xong luôn hay sao? Đến lúc con làm việc thì cũng vậy, cũng mình cũng tuổi của mình cũng thấy người ta có chồng có đồ bên cạnh trong không có cũng tuổi. Tuổi thần. Con nằm trong vòng xanh con tuổi thần. Vòng xanh mấy ngày con làm việc con cũng mấy làm việc bị động thai con cũng thấy một tuổi. Ừ. Cũng còn có tiền vượng. Nó thôi số mình bệnh thôi. Tự an ủi cho bản thân mình, số mình vậy thôi, rồi chấp nhận ngậm đắng nuốt cay để mà ôm con nuôi cho tới ngày hôm nay cháu nó được 3 tuổi. Gần 3 tuổi. Gần 3 tuổi. Giờ bây giờ cái mỗi ngày con đi làm việc thì là cháu bé nó như thế nào? Gửi cho tiền nước. Gửi nhà nước. Một tháng bình quân 400-800. Trong cái giai đoạn mà con mang thai mà con có cút như vậy á, con tuổi thân á, ở trong bệnh viện á, con khóc á, con có khi nào mà con nghĩ tới một cái điều gì đó nó không hay không? Không. Lúc đầu con cũng nói với ảnh thôi, lúc mà ảnh mình đưa ra quyết định con nói ảnh thôi, hai đứa phải suy nghĩ kỹ đi, chứ con người ta muốn có con thì không có, mình có thì mình bỏ, con thì cho, thật cho. Thì ảnh kêu là không có suy nghĩ hết. Thì con ba mẹ con lúc đầu cũng nói là thôi nó bỏ, nó là chưa bỏ rồi thôi phá thai đi. Thì con nói là
con sức con nuôi đến đâu thì con nuôi đến đó, nếu con nuôi hết nổ nữa thôi thì con nuôi là chuồng chứ con không có bỏ. Nhà đó mới được 8 tuần tuổi thì con cũng lúc đầu con cũng có ba mẹ cũng ép con thì con cũng nói cũng suy nghĩ cũng muốn tự tử chết. Lúc đó có thời gian muốn tự tử chết rồi. Mà tất cả mọi người đều kêu con bỏ thai. Dạ, chỉ có mẹ thôi. Thì con cũng lên công ty cũng mấy người anh chị em đồ cũng ăn uống con đỡ. Thế là con suy nghĩ một cái điều tiêu cực, tích cực để mà con vượt qua trong cái lúc giai đoạn khó khăn và cô đơn nhất, cô độc nhất trong cái thời điểm mà con mang thai cho tới khi mà con sinh được con. Giờ từ đó con ngâm thầm để mà đi làm kiếm tiền để nuôi con nay gần 3 tuổi rồi. Rồi trong suốt thời gian con đi làm như vậy á, thì khi mà con sinh con ra bao lâu con mới đi làm lại? Dạ, bé con lúc 2 tuổi. Không, khi mà con sanh á là con nghỉ làm rồi đúng không? Dạ, nghỉ sản luôn là nếu là con theo luật của nhà nước là đến 6 tháng làm lại. À. Là nếu lúc con làm thì bé con không có ai coi với mà ngoại làm nên nó coi được thì con ở nhà chăm cháu đến 2 tuổi con mới làm lại. Chăm cháu tới 2 tuổi con mới đi làm lại. Dạ, bắt đầu con làm lại mới có mấy tháng rồi mới con mới gặp chú. À, trong cái lần mà gặp chú mà con tìm chú là mẩm là khi mà chú gấp rút chú cứu cho con cháu Tịnh á, thì chú hỏi con nói bà mẹ là bác sĩ chỉ vô nhà chú để tìm chú để nhà chú giúp. Ừ, mà bác sĩ có nói rõ nhờ chú giúp là việc gì vậy? Chú được bác sĩ nói với Sơn là dẫn cho chú nhà chú bác rồi mời Sơn chở tới. Ừ. Mà lúc đó là con cần chú giúp về cái việc gì? Xin bác 200 ngàn để về xe. À, mục đích con muốn đến gặp xin bác 200 ngàn để về xe. Lúc đó là trong người không còn tiền. Hết sập bác. Hết sập trong bệnh viện là hết, không còn gì hết. Dạ. Tại vì lúc đó mà cuối năm rồi nên tên chưa cho ứng lương. Cuối năm không, công ty cũng cho ứng lương. Chưa phát. Dạ, sau ngày sau mới phát. Ừ. Con nghĩ mà chú xin bác chú hỏi lại cái điều này thì thực sự cái hoàn cảnh con rất là yếu lê hôm nay chú mới có thời gian ngồi nói chuyện với cháu. Thì nếu như lần đó mà chú đi thì chú không có nhà, mà con không phải là xỉu ở gần nhà chú vì tế là quỵ nhà chú mà con ở ngoài đâu ngoài dọc đường, thì con nghĩ giữa con và mẹ hai mẹ con của con với là con gái của con gái đúng không, có cơ hội để mà gặp không? Chắc không. Nếu mà sự thật đó, thì con nghĩ như thế nào cho đứa con của mình? Ông bằng lại luôn. Chú xin lỗi về gì chú hỏi đi điều này. Chú xin lỗi cháu. Chú muốn hỏi để chi cho chú muốn biết là cái tình mẹ con giữa con với là con gái của con nó ở cái góc độ nào để chú hiểu. Chú hiểu thêm. Thì bữa nay là chú ra nó nhìn thấy con được bình phục hoàn toàn. Dạ. Không còn xanh xao như mỏm nữa. Dạ. Thì cái việc mà câu chuyện của con thì chú cũng nghe đây thì chú chỉ cầu mong chờ Phật ba ngôi tâm bảo để mà che chở cho con để trong cái khoảng cuộc đời còn lại của con, để mà con gắng cố gắng giữ gìn được cái sức khỏe để mà lo cho con của con giống như cái tâm nguyện của con đã quyết con phải là sanh cháu bé nó ra. Yeah. Con sẽ nuôi được cháu bé. Yeah. Dù cho nó gian nan, nó vất vả cỡ nào, tủi nhục ra sao, thì con cũng gắng cố gắng nuốt cái nỗi đau đó vô trong lòng. Yeah. Để mà tiếp tục để mà sống, để mà nuôi con. Thì thông qua câu chuyện của cháu Linh, ở đây cũng là một cái câu chuyện mà đáng để Sang chia sẻ. Vì sao Sang đó có cái tâm nguyện xây 100 ngôi mộ cho những đứa bé mà kém đi may mắn, cho mẹ bỏ rơi, vứt ngoài một cây hoặc là phá thai. Nói câu chuyện này là Sang muốn rớt nước mắt. Chắc là quý vị khán giả cũng biết Sang có xây 100 ngôi mộ ở tại Ninh Thuận. Mà hiện tại bây giờ đó là ở nên cái nghĩa trang Hành Chí, nơi cha sở
đã quản lý cũng như là điều hành để mà xây cất những cái ngôi mộ và cùng với lại MV để mà chăm sóc những ngôi mộ đó rất là tốt, rất là tuyệt vời. Vì sao sao nhắc lại cái câu chuyện ở thai nhi hành chính thông qua cái câu chuyện của cháu Linh này. Đây là một cái điều mà Sam muốn chia sẻ. Không phải là chia sẻ vì cái việc mà Sam cứu cháu để Sam phan cái điều gì cả. Nhưng mà Sam chỉ muốn chia sẻ đây là cái gì? Cái đạo đức con người. Sam mong muốn những ai mà có một suy nghĩ tiêu cực để nhìn vào cái hoàn cảnh của cháu Linh. Từ đó mà chúng ta có một suy nghĩ tích cực. Dù có bất kỳ nơi như thế nào đi chăng nữa, đừng nên phá thai. Tội cho mấy đứa nhỏ. Nó không có tội gì hết. Tội là tội ở cái người lớn. Những người lớn suy nghĩ kém, suy nghĩ thiếu, suy nghĩ không được sâu sắc. Chính vì đó mà dẫn tới cái việc phá thai. Mà chính vì cái, những cái điều đó, những hành động đó, biết bao nhiêu tinh thần, thiên thần nhỏ bé đã bị tước đoạt đi cái sinh mạng. Đau đớn. Chính Sang ngồi ở những cái nơi nghỉ trang mà Sang đốt từng nhén nhang cho mấy đứa nhỏ mà Sang khóc ở trong lòng. Sang có kêu gọi mọi người xin đừng hại phá thai. Tội cho mấy đứa nhỏ. Dù có gian nan như thế nào đi chăng nữa, nếu như mình sinh ra mình không nuôi nổi, mình gửi vào cô nhi, những nơi cô nhi đều nhận hết, mình làm thủ tục mai kia mốt nọ, mình thoát được qua những cái khó khăn trong cuộc sống, mình quay trở lại mình đón con mình về, nó vẫn còn có cơ hội sống mà. Cho nên thông qua câu chuyện của Linh, đây cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh để mà nhắc nhở đến cho tất cả chúng ta, chúng ta xây dựng cái hạnh phúc cho mình, nhưng chúng ta phải nhớ xây dựng về cái đạo đức con người. Sang không hiểu về cái đạo đức con người gì nhiều mấy. Sang có sao Sang nói về cái tính của Sang không có ăn học gì nhiều, không có hiểu gì nhiều cái đạo đức con người mấy. Chỉ hay Sang hiểu đạo đức năm nay là giữa tình cha mẹ đối với con cái, nói lên cái đạo đức của con người. Dù có hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chúng ta hãy ôm lấy con của mình. Vì Sang đã từng cầm những đứa bé trên tay, ráp từng mảnh vụn của những đứa bé vô để mà Sang đặt vô trong cái quách, cái tiểu lại để mà đem đi chôn. Thì những cái hình ảnh đó, những mảnh vỡ của những đứa bé khi mà phá thai, đặt máy vào hút, đứa bé nó băng thay đủ thứ mảnh, đau đớn. Chính xác là người đàn ông chứ không phải là người phụ nữ mang thai, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Mà khi mà Sang cầm đứa bé trên tay mà để mà Sang làm sạch, để ráp từng mảnh vỡ vô mà nước mắt Sang chảy. Đó là cái cảm nhận của một người đàn ông mà tôi đã rơi nước mắt. Không hầu chi là những người bậc làm cha làm mẹ thật sự của đứa bé. Lúc đó cha mẹ của đứa bé ở đâu? Có hay biết rằng chúng tôi đang làm những cái việc đó. Và chúng tôi cảm nhận đứa bé nó đau đớn chỗ nào. Tuy rằng cháu bé nó đã không bị tước đi cái mạng sống, nhưng mà cháu bé nó vẫn còn lớn hồn. Đó là những cái mà khoảnh khắc mà Sang muốn chia sẻ đến mọi người. Thông qua cái video này Sang kêu gọi mọi người, chúng ta hãy đừng bao giờ phá thai nữa. Tội nghiệp cho cháu. Những đứa trẻ thật sự nó vô tội. Nếu chúng ta nghĩ sâu xa một tí xíu nữa, các đứa trẻ nó sinh ra được quyền sống, được quyền chơi đùa, được quyền lớn lên, được quyền cống hiến. Biết đâu mang kia mốt nọ đứa bé nó lớn lên, nó là một vị quan hay một vị nào đó, một vị quốc tế nào, một vị nào đó của lợi ích cho xã hội này thì sao? Chúng ta không nói trước được điều đó. Nhưng cái mà chúng ta nhìn nhận được đó là một mạng sống, một thiên thần tươi đẹp. Đừng tước đi mạng sống của những đứa trẻ vô tội. Cho nên là cái việc phá thai thì chúng ta không nên. Dù có khổ cỡ nào để chăng nữa, ôm con mà nuôi. Còn khổ quá, sanh con ra. Rất là nhiều cái nơi mà nhà hậu tâm người ta mở những cái trại mà dưỡng lão, cũng như là những cái trại mồ côi. Chúng ta có thể vô trong đó gửi những đứa con mình ở đó lại, làm giấy cam kết. Mai kia mốt nọ mình thoát qua được cái cảnh khổ nghèo, thoát được qua những cái giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta có đủ được cái nghị lực,
đủ được cái kinh tế để nuôi con chúng ta quay trở lại đón con chúng ta về được mà gì đâu. Đó là giọt máu của chúng ta đã tạo ra. Cho nên chúng ta không nên mà nhẫn tâm cướp đi cái mạng sống của giọt máu mình đã tạo ra. Tội lắm. Nếu như mà cái bên YouTube hay bất kỳ một trang mạng nào nó không bị mà nó cho phép mà sang ghi hình tận mắt cho mọi người xem cái cảnh của những cháu bé mà Sang phải đi ghép từng cái lại, nó đau đớn ở mừng nào, để Sang đưa chia sẻ những hình ảnh đó cho mọi người xem. Rất tiếc là cái quy tắc cộng đồng của YouTube cũng như là các trang mạng không cho đưa những cái hình ảnh bạo lực, cho nên là Sang không tiện để mà đưa lên. Mỗi lần đưa lên Sang che đều phải che lại. Tại sao Sang muốn đưa lên? Để cho mọi người nhìn được cái sự đau đớn của cháu bé nó như thế nào, để cho chúng ta ngừng lại những cái việc mà chúng ta vì mục đích cá nhân, vì lợi ích cho bản thân, vì hạnh phúc cho riêng chính bản thân của mình, sự đòi hỏi quá đáng để mà mình tước đi cái mạng sống của chính con ruột của mình. Thậm chí vứt mấy cháu mấy đứa nhỏ dưới gốc cây kiến bu độ này kia, xót vô cùng. Những anh tưởng nó thật sự mà đừng có nói với họ xem là người đàn ông, tất cả những người nào mà có cái trái tim như ngầu. Trái tim không phải là bằng sắt bằng đá. Nhìn vô Sơn nói xin lỗi. Đầu tiên là hai hàng nước mắt. Hỡi ơi. Chạy dài. Xót xa. Thông qua cái câu chuyện của cháu Linh. Vì cái câu chuyện tình trạng cháu Hữu Duyên với là một người chồng. Qua có con đường pháp đi chùa với nhau để mà biết. 10 năm. 10 năm chứ không phải là 10 ngày. Một quá trình rất là dài. Thế rồi hai đứa đi đến mà dẫn tới cái việc mà chuẩn bị hôn nhân. Để rồi cháu đi lại mang thai. Nhưng mà không ngờ cái người chồng lại đưa ra một cái điều kiện. Một là chọn chồng bỏ con, hai chọn con bỏ chồng. Thì không ngờ người đàn ông đó đưa ra, cái cha của cháu bé đưa ra cái điều kiện đó. Thì cái việc đó nó hơi nhẫn tâm. Có nhẫn tâm với là một người phụ nữ đã 10 năm trời đó mình tìm hiểu. Và kề cận gần tới cái ngày để đi đám cưới. Để mà cuối cùng mình cha đi. Thì không biết cha của cháu bé gần 3 tuổi là chồng sắp cưới của cháu Linh. Có biết được, có cảm nhận được 9 tháng 10 ngày người phụ nữ này mang thai. Cuối cùng tủi hận, một thân một mình tự ôm cái bụng bầu để mà đi kiểm tra, đi bác sĩ, những cái buổi đau đớn chuyển dạ đó. Cái người đàn ông che chở, cái người đàn ông là cái bờ dây vững chắc, người đó ở đâu? Thế rồi cô ta cũng vẫn lặng lặng cho tới ngay khi mà sanh đứa con. Nghe câu chuyện rất là đau lòng. Đau lòng. Thậm chí mà cháu Linh còn nghĩ tới cái việc mà muốn tự tử chết luôn. Nhưng mà rất may cháu tỉnh táo suy nghĩ một cái điều chín chắn để sao cháu tiếp tục vượt qua những cái khó khăn, những cái tủi nhục. Để mà tiếp cho cháu thêm cái nghị lực. Để cháu sống vì con của cháu Linh. Thế rồi trời Phật cũng thương cháu Linh. Để cho mẹ chồng con Dung sinh ra được nuôi tới gần 3 tuổi rồi. Lại một lần nữa cháu Linh rơi vào cái trạng thái chết lâm sàng. Đó là sự thật khi gặp Sang. Mà may là Sang cứu kịp. Cho tới ngày hôm nay cháu ngồi đây được mạnh khỏe. Cũng còn về gặp lại con gái của mình. Điều đó là một cái điều hết sức là tuyệt vời. Nhưng Sang muốn nói kể lại cái câu chuyện này để chi? Để chúng ta nhìn lại cái nhân quả. Cả nhà không biết cả nhà có suy nghĩ như thế nào, cho Sang cái lời bình luận đềm ở bên dưới. Nhân quả là như thế nào? Chính người mẹ này không thể nào tước đoạt đi cái sinh mạng của con mình. Thì khi người mẹ này ở cái phút mà nằm giữa cái sự sống và cái chết, cuối cùng một phép màu nào đó cháu đã gặp Sang, cháu Linh đã gặp Sang, cháu Linh được cứu sống. Đó là cái gì? Cái nhân quả đấy. Những gì mà cháu Linh
đem cái lòng yêu thương của một người mẹ, đúng nghĩa của một người mẹ, để gìn giữ mạng sống cho con mình. Thì tới cái ngày mà cháu Linh đứng trước cái cận tử giữa sự sống và cái chết, tự động, dù ngày hôm đó không phải là Sang, cũng là có một người khác để mà xuất hiện để giúp cháu Linh. Đó là cái gì? Sang muốn nói lại để, muốn lặp lại để cho mọi người nhìn được cái sự việc mà chúng ta sinh khởi cái tâm ký của chúng ta làm. Nếu cái tâm của chúng ta sinh khởi những cái điều ác nghiệp, chúng ta luôn đón nhận những cái điều ác nghiệp. Nếu cái tâm chúng ta sinh khởi một cái điều mà tiện nghiệp, thì ắt chúng ta đón nhận được những cái sự hạnh phúc trong cuộc sống này. Cho nên thì qua câu chuyện của cháu Linh, Sang muốn nói lên những cái gì mà Sang nói về nếu. Mong rằng Sang chỉ đúc kết là một điều, chúng ta hãy gắng cố gắng đừng có phá thai. Sang khuyên đó là chân thật. Và kế tiếp là chúng ta gắng cố gắng lan tỏa được cái sự yêu thương. Để một ngày nào đó, không phải là chúng ta mong muốn lan tỏa sự yêu thương để chúng ta để kiếm được nhiều tiền, hay là chúng ta kiếm được cái sự nổi tiếng, không phải. Lan tỏa cái sự yêu thương đó, nó lớn lắm, nó lớn hơn bất kỳ ở trên thế gian này, lớn hơn bất kỳ cái đồng tiền nào trên thế gian này, mà lớn hơn bất kỳ cái danh lợi gì ở trên thế gian này. Lớn là gì? Cái gì? Lan tỏa được cái sự yêu thương đi khắp muôn nơi, cái giá trị nó rất lớn. Từ cái sự yêu thương lan tỏa đó, chúng ta làm rất là nhiều việc trong cái xã hội này để chúng ta giúp được ai đó trong cơn hoạn nạn, kéo ai đó được ở trong vũng bùn đi lên, đưa được một bà cụ băng qua bên đường. Đó là một trong những cái yêu thương Sang chỉ nói tóm tắt để cho cả nhà nghĩ và ngẫm. Những cái hành động đó thôi là cũng là cái sự yêu thương. Nó giá trị nó lớn hơn bất kỳ cái đồng tiền nào, giá trị nó lớn hơn bất kỳ cái danh vọng nào. Cho nên là Sang mong muốn là mọi người hãy, chúng ta hãy ngồi lại với nhau, cùng một gia đình, cùng là bạn bè, cùng là một xã hội, cùng là một con dân tộc, cùng là một con người với nhau. Chúng ta hãy gắng cố gắng, không cần gì nhiều, làm được những gì có thể, chúng ta cứ việc làm. Chế điều kiện, hành động đó là một cái hành động đẹp, hành động tích cực. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ trong đầu chúng ta có một cái hành động tiêu cực. Nói cái việc mà chúng ta nghĩ xấu bất kỳ cho ai thì chúng ta gọi là cái hành động tiêu cực rồi đó. Đừng nói gì chúng ta hành động. Cho nên là mong rằng chúng ta hãy lan tỏa cái sự yêu thương đùm bọc với nhau. Thì nếu chúng ta có được cái sự lan tỏa yêu thương nó nằm trong cơ tim của mình hoặc là máu của mình, thì người thân xung quanh mình đâu đâu cũng có cái nụ cười, đâu đâu cũng có cái tình yêu thương. Thậm chí mà mình quen nhau mà muốn bỏ đi đứa con này, hai chồng cắn đắng không thể nào bỏ được, thà hai chồng chấp nhận khổ vẫn phải nuôi con. Đó cũng là sự yêu thương. Cho nên sang khuyên tất cả những bậc làm cha làm mẹ này, muốn giữ được cái hạnh phúc, đừng vì cá nhân mà vì cái hạnh phúc nó bền vững lâu dài, cùng với là cái đạo đức của người cha người mẹ để dành cho con cái. Thì ngày hôm nay thực sự thật, cháu Linh đã nhỏ đó nhận được cái nhân quả đó, cái nghĩa cử cao đẹp của người mẹ này. Cho tới ngày hôm nay thì gần người mẹ này không đón nhận được cái gì gọi là cao sang hay quý giá, hay rồi vài ba triệu mà Sang gửi tặng cho cháu trong cái lúc mà Sang giúp cháu cứu sống, vào cái người công an cho cháu mấy trăm nghìn, không phải là số tiền đó, nhưng mà cái giá trị trong cái cuộc sống mà cháu Linh này để lại cho mọi người nhìn thấy. Cái cuộc sống này dù có như thế nào đi chăng nữa, cháu cũng phải vượt qua cái khó khăn để ôm con để mà nuôi nó, gieo trồng cái hạt giống đó. Đó mới gọi là giá trị. Đứa con mà ngày hôm nay cháu Linh đang nuôi cũng đang gieo trồng cái hạt giống để chia sẻ với con mình. Thông qua video này Sang cũng nói hơi nhiều, cho nên thì tất cả những gì Sang nói bằng tất cả những cái đáy lòng của Sang. Sang thì không có trình độ, không có học thức gì nhiều, cho nên thì về cái tình, cái lý, về cái chữ nghĩa Sang cũng hiểu nhiều. Sang nghĩ tới đâu Sang nói tới đó, mong mọi người thông cảm. Còn nếu như có điều gì mà tốt hơn để xây dựng cái xã hội này, mỗi một ngày đạo đức càng ngày nó càng được chữa lành cái đạo đức đó, thì cả nhà cứ để lại cái bình luận bên dưới để giúp cho cái giới trẻ ngày nay cũng như là bậc làm cha làm mẹ hiểu thêm về cái nhiệm vụ và trách nhiệm bậc làm cha làm mẹ như thế nào, để gọi cho nó đúng tình, đúng nghĩa, đúng đạo đức. Đừng có gì cái hạnh phúc cá nhân để rồi mình tước đi cái mạng sống của con mình. Đó là cái điều vô đạo đức.
Nếu Sang nói Sang, Sang cúi lỗ đầu xin lỗi tất cả mọi người. Đó là những gì Sang nói. Và ngày hôm nay thầy con cho chú hỏi, sau khi con đi khám bệnh như vậy, có được cái hồ sơ này, con có dự tính gì cái đường tương lai kế tiếp của con? Dạ, con thì con mua được cái tinh con nghĩ như vậy rồi, thì giờ bác sĩ kêu uống thuốc cầm cự thì được lúc nào hai năm hai được lúc đó, tại vì cái xương thay xương nhân tạo có chỉ dùng được 20 năm, mười mấy 20 năm. Xương nhân tạo chỉ dùng được mười mấy 20 năm thôi, mà con phẫu thuật chưa? À, chưa phẫu thuật. Bác sĩ nói là khi nào mới phẫu thuật? Dạ, khi nào chân nó hết chịu được một lúc thì... Ừ. Thì con có bảo hiểm? Dạ, nếu mà có bảo hiểm có bảo hiểm y tế và trừ tiền trong bảo hiểm luôn này nó là khoảng 100 triệu. Ừ. Trừ bảo hiểm là khoảng cần gần 100 triệu. Là giá thấp nhất đó. À. Và thay cái khớp háng. Thay khớp háng nhân tạo. Ừ. Con thì nó là vì cách đây cũng 6-7 năm rồi thì con có cứu một đứa bé. Ừ. Bé đó mới sinh ra được mấy ngày tuổi, được mấy tiếng rồi. Ừ. Thì còn đúng vào nhau còn trong cái bọc ba còn mẹ. Trong bọc nhau luôn. Không, đúng vào nhau trong người luôn thì cũng còn máu me luôn. Thì ba mẹ bỏ bé bỏ trong cái bọc một đêm, bọc to mua cho vừa còn có trong 10 ký. À. Bỏ trong cái chùa, mà cái chùa đó là con đang đi chùa luôn. Là lúc đó con không biết là cái nhân duyên gì thì con không biết. Nhưng mà đến lúc mà bỏ dưới chỗ đó là rất là tối. Bác biết là trời tối là chỗ đó nó rất là kín lửa rất là nhiều. Mà xung quanh chùa là chó, giữ cái chó thịt người rất là nhiều. Mà riêng ngày đó là trời không có mưa. Trời cũng ở đó nhưng mà không có tiếng. Mà trời, mà cái lúc mà con cả ngày đó trên đường này con đó sốt thật là rất là cao, con không ngồi yên góc về nội rỗi, thì con có nói gọi điện cho anh chị con, chị ơi hôm nay trên mẹ buồn cửa đi, mệt quá hôm nay cả ngày nay sốt uống thuốc hoảng hòa sốt các em không sức muốn rồi đâu, thôi mẹ nhà đi rồi mai rồi đi lên tập thì lên đi, nhưng đến tối lại là lúc 5 giờ chứ là người em cười con khỏi hẳn, nó không sốt không gì hết, đi tập múa lại mới được 7 giờ, có đi múa rồi đến lúc 7 giờ thì là nhận tin là có bé bỏ đi trên chùa, là con nhận nuôi thì bé hôm nay được lớp 2. Nhận bé về thôi. Không con nuôi nhưng mà đưa chú Tiến con nuôi, chú Tiến con bị vô sinh. À, con nhận bé đó, lận bé đó về đưa cho chú Tiến con nuôi. Trên chùa tự là ở đây về nuôi. À, trên tự là đem về nuôi. Nuôi nay nó được bé được bao nhiêu ta rồi? Được 7 tuổi, là ngày xưa con cũng đã từng cứu đứa bé đó như vậy. Con thì rất thương người, không có gì nha. Con thì cũng thấy chú trên mạng, thấy chú cũng rất thương người, cũng rất thương mừng luôn. Nói rồi có gì việc nào đó con sẽ lên cho biết chú như thế nào, thì không ngờ gặp chú hoàn cảnh này. Không ngờ gặp chú ở trong hoàn cảnh này. Con có thấy ngại không? Thấy ngại quá hả? Không sao, bởi vì con người ta mà gặp nhau cũng là cái duyên mới gặp nhau. Nếu không có duyên chúng ta không có gặp nhau. Thì con có dự định rồi cái chân con tới khi nào để con mổ? Chưa biết, bây giờ bác sĩ cho uống thuốc cầm cự vậy, bây giờ bác sĩ kêu để được năm nào hay năm đó. Được năm nào hay năm đó. Chứ thôi là cũng biết được đời người mới được bao nhiêu năm mà theo lưu theo tới khổ. Mà biết như nếu gặp mấy dòng máu mà bác sĩ cứ nếu mà gặp phải mấy dòng máu mà nếu mà không đáp ứng được cái xương nó nữa là nằm liệt. Liệt luôn. Là không đi được, là nằm ngồi xe lăn xuống đường. Đã bác sĩ kêu là đã có 100 người đã bị hết, với 100 người về Việt Nam mình 100 người đã bị hết 20 người. À. Con sau khi bác sĩ có được cái mọi con có được mọi thông tin từ của bác sĩ rồi, con có nghĩ trong đầu con có khi nào để dành tiền để con phẫu thuật không, hay là con có quyết tâm mổ tờ phẫu thuật không? Dạ, con có mổ dành được một tháng một ít không được nhiều thì được ít thôi, thì con bỏ chân heo thì lo vì vui ba mẹ đồng nào hay đồng đó. Dạ. Con muốn là để dành tiền rồi để mà sau này để con phẫu thuật.
Một tháng con thu nhập con làm được bao nhiêu tiền thôi? Dạ, cũng được 7-8 triệu. 7-8 triệu đó là tiền lương tăng ca luôn hay sao? Dạ. Cũng có lúc tháng thì hai mẹ con bệnh thì được 4-5 triệu. À, nếu mà bệnh quá thì làm cả 4-5 triệu thôi. Rồi tháng nào khỏe thì làm tính luôn tăng ca 7-8 triệu đồng. Rồi chi phí lo con cái đồ tiền nhà cửa thì mất khá bao nhiêu nữa? Tiền sửa tiền đồ này nó phụ được tháng này con tiền con thôi là cũng được 3-4 triệu. Ừ. Gia đình của con, ba mẹ của con dắt con vô khu vực phía Nam này từ khi nào? Quê con ở đâu? Quê của con có chị. Người Quảng Trị. Con vô miền Nam này đi làm, đi theo ba mẹ từ khi nào? Vô từ năm 2000 đấy. À, đi theo ba mẹ vô đây hả? Là vô từ năm 2000. Là định cư trong này. Dạ. Đi làm rồi tới bây giờ luôn. Dạ. Có bao giờ con về quê Quảng Trị lần nào chứ? Dạ, cũng có. Có, ở ngoài quê còn ai? Dạ, bằng ngoại, bên nội ngoại thì... Nội ngoại còn đủ? Dạ, còn đủ đấy. Ừ. Cái sự việc này mà xảy ra rồi thì ba mẹ con biết không? Dạ, biết. Ừ. Bữa có anh đây rồi thì về ba mẹ con. Thì mẹ con không biết mà tại vì giờ do có bắt cháu dạy. Ba con lúc đó về quê và mẹ con đi làm. Mấy mà đi lên trong tối lúc lên đây thì không có ai có bé cho con. À. Ok. À. Qua câu chuyện của cháu rồi cháu đến đây để mà nói lời cảm ơn với chú. Chú ghi nhận cái điều này và mở con về sang bữa sau con cũng đã chủ động con gọi con cảm ơn rồi. Hôm nay sẵn dịp mà con lên Sài Gòn đi kiểm tra lại cái chứng bệnh của con á, thì con ghé ông chú rất là vui khi con đến đây và tất cả mọi người quý vị khán giả nữa, thì chú cũng nói luôn qua câu chuyện của con thì thực sự chú thấy rất là tội nghiệp. Với chú thì hiện tại bây giờ chú làm trên con đường thiện nguyện bằng chính bằng đồng tiền thuốc mà. Yeah. Đã từ lâu rồi chú không có kêu gọi. Yeah. Chú chỉ vận hành xe cứu thương, yeah, đồng, rồi lo mai táng, yeah, rồi những cái chương trình cứu hộ phụ nạn và những cái chương trình mà chú giúp cho những trẻ em nghèo hiếm học để chú đóng tiền tài trợ cho cháu nó có được cái kiến thức. Yeah. Cho nên thì cái sức của chú không, một mình không có đủ mà lo được nhiều. Chính như vậy thì thông qua cái video này với câu chuyện của cháu Linh thì Sang thấy rất là tội nghiệp. Mà Sang thì Sang không có kêu gọi. Sang không kêu gọi từ lâu. Cháu có muốn chú kêu gọi giúp con không ạ? Dạ, con nghĩ có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn con nữa. Con thì còn sức đi làm rồi mà còn chưa có sức đi làm con. Ok. Chú là giúp con để cho những nhà hảo tâm để họ quyên góp để cho con được phẫu thuật. Nếu mà con từ chối thì chú tôn trọng ý kiến của con. Cái điều đó là cũng là cái điều đó tốt. Thì như vậy chú sẽ không kêu gọi trên cái video này. Chú định là kêu gọi là để mà đưa cái số điện thoại con lên, ai có giúp đỡ thì họ gọi trực tiếp cho con, chứ chú không có thời gian để mà chú chạy tới chỗ để luôn chú giao. Có thể chú cũng tôn trọng con. Dạ. Ừ. Khi nào mà chú có đi đưa bệnh nhân đi ngang khu vực đó, chú ghé vô thăm con với lại gia đình của con. Dạ. Cha mẹ con với lại con gái của con. Dạ. Thì chú chúc cho con từ ngày nay trở đi. Dạ. Thì luôn đón nhiều được cái sự may mắn trong cuộc sống và đặc biệt là cái việc mà an lạc. Dạ. Và sức khỏe. Dạ. Là chính. Dạ. Đến với con. Thì con đường tu, con đường mà con đi theo Phật giáo á, thì con cứ tiếp tục. Như con đã nói thì con bệnh, con không thể nào con ăn chay trường luôn được á. Con chỉ ăn tháng 7 giờ, có ăn theo tháng, tháng ăn mấy ngày vậy đúng không? Thì thôi em cố gắng duy trì và giữ sức khỏe nhiều hơn. Một lần nữa thì chú chúc con may mắn, con có điều nào con gửi đến cho tất cả mọi người. Và quý vị khán giả mà hỏi thăm con rất là nhiều ở trên cái video mà lần trước chú đăng, chú bắt tay với con. Ừ. Dạ, cũng qua cái video con này thì con cũng cảm ơn bác Tốc Sang và các anh chị em trong mọi người. Và con cũng cảm ơn
cô khán giả đã gửi lời hỏi thăm con và quan tâm con. Thì qua ngày hôm bữa bác có xuống cứu con thì con đã sức khỏe con thì không hết hơn chưa khỏi 100% nhưng cũng đã 60-70% rồi. Thì con cảm ơn các quý khán giả đã quan tâm và hỏi thăm con. Cố gắng là tròn. Quan trọng là mình có ý chí. Trong cuộc sống này, nếu chúng ta có cái ý chí kiên cường mạnh mẽ để vươn lên thì chúng ta sẽ sớm đi đến hết con đường. Một ngày nào đó thì sau những con đường gồ ghề thì con sẽ đi được trên con đường nó thẳng và nó im hơn trong mỗi cái tương lai gần. Chú mong là điều đó đến với con. Thì một lần nữa thì thông qua cái câu chuyện của cháu Linh, thầy Sang ngày nào giờ ông ấy kêu gọi lâu rồi, xác định là giúp cháu Linh, có để mà đưa cái số điện thoại của cháu Linh lên đây để mà cho mọi người, nếu họ ai cũng thương cháu Linh thì giúp cho cháu Linh để dành tiền để mà được phẫu thuật. Thì đó là Sang cũng nghĩ là thương cháu, thấy hoàn cảnh cháu đó là việc xong giúp cái điều đó dùm cho cháu. Nhưng mà thực chất ra thì bản thân Sang bây giờ không kêu gọi lâu rồi, Sang cũng không có thời gian mà để mà nhận tiền và để mà ngồi làm danh sách để báo cáo nữa, cho nên mọi nhà mọi người cũng thông cảm dùm cho Sang. Cho nên là Sang mới có cái ý định là kêu gọi giúp cho cháu Linh thông qua cái video này, nhưng mà cháu Linh cũng đã từ chối, nói Sang để chú giúp cho những người nào còn khó khăn hơn con, thì con còn cái sức lực đôi tay con tiếp tục để con làm để kiếm sống. Đây là một cái ý chí rất là tốt, rất là đáng khen ngợi. Thì một lần nữa xin rất là cảm ơn thay mặt cho cháu Linh, cảm ơn cho tất cả quý vị khán giả, cô chú anh chị và các bạn trẻ đã gửi lời chúc sức khỏe đến cho cháu Linh. Và bên cạnh đó thì Sang cũng gửi đôi lời thông điệp đến cho tất cả mọi người. Nếu như mà có điều gì mà không đúng, mong mọi người để lại cái bình luận bên dưới. Sang kính chúc cho tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn trẻ và quý vị khán giả xa gần, chúng ta luôn đón nhận được cái sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống, đặc biệt là sức khỏe và trường tồn. Có được sức khỏe chúng ta mới làm được tất cả những việc nào mà chúng ta mong muốn. Đó là điều mà Sang muốn gửi gắm đến cho quý vị. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ chút ít thời gian cho xem cái video. Và đừng quên để lại cho Sang một lượt bình luận, một lượt like, là một lượt chia sẻ video. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.